quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật trong gia đình là chủ đề của cuộc trưng bày do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Hội Sưu tầm Nghiên cứu gốm và Cổ vật Thăng Long và Câu lạc bộ Bonsai Thăng Long tổ chức từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2004 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đây là lần đầu tiên người yêu nghệ thuật được thưởng thức những vẻ đẹp kỳ diệu từ sự phối hợp tuyệt vời giữa cây cảnh và cổ vật trong một khuôn viên của một gia đình. Do những đặc điểm không giống nhau về điều kiện bảo quản, nên triển lãm nghệ thuật trong gia đình được chia làm hai khu vực riêng biệt, khu sân vườn và phòng chuyên đề của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Bất cứ ai khi bước vào triển lãm đều không thể không ghé qua khu trưng bày cây cảnh. Hơn 150 cây cảnh quý hiếm với nhiều hình dáng khác nhau, được lựa chọn từ các thành viên yêu thích bonsai Hà Nội, đã đem đến cho người xem những ấn tượng thật đặc biệt về một lối chơi tao nhã và sang trọng. Rất lâu rồi, tiếng trống làng cây mới được ngày mở hội. Bao niềm ấp ủ, bao nỗi mong chờ, để hôm nay, những người yêu cây mới có dịp thể hiện những tác phẩm tâm huyết quý giá của mình trước công chúng và bè bạn trong làng cây của thủ đô Hà Nội. Không biết thú chơi cây cảnh bắt đầu từ bao giờ và ai là người đã phát hiện ra sự kỳ thú của việc trồng, uốn nắn và tạo thế cho cây cảnh. Nhưng có một điều không thể phủ nhận. Việc thuần dưỡng cây hoang dại trở thành cây cảnh, suy cho cùng, vẫn không ngoài mục đích phục vụ chính con người, giúp con người giải trí, tạo cho con người cảm giác thư thái sau những ngày lao động nặng nhọc, giảm bớt những lo toan, phiền muộn của cuộc sống hiện tại. Xã hội ngày một phát triển không ngừng, và mặt nào đó, thú chơi cây cảnh cũng giúp con người chúng ta lấy lại được thăng bằng trong guồng quay đó. Đây cũng là điều mà các hội viên câu lạc bộ Bonsai Thăng Long mong muốn thông qua cuộc triển lãm lần này. Muốn phục vụ nhân dân về mặt tinh thần và văn hóa, để cho nhân dân chiêm ngưỡng, để phát huy giữ gìn cái truyền thống dân tộc mình. Cái thứ hai là chúng tôi mong muốn rằng chúng việc này chúng tôi làm tập dượt để mà nâng cao lên một cái trình độ cao hơn, để phục vụ chuẩn bị cho một cái nền để mà làm cái kỷ niệm định đô 1000 năm tại Thăng Long, kỷ niệm 1000 năm định đô tại Thăng Long. Ý là muốn nâng cao nó lên, phát huy cái ảnh hưởng nó lên với cái tầm cao hơn. Và nếu như sau này Đảng và Nhà nước mà cho phép thì mở rộng ra như là tham gia vào chỗ phát triển văn hóa, rồi mở vào trong Nam và có thể đi nước ngoài. Đấy là cái tham vọng. Như bây giờ coi những việc này là việc tập hợp để mà làm. Cái vị trí của sinh vật cảnh trong Việt Nam nó là một cái truyền thống từ lâu, từ xa xưa. Mà trước đây là cái giới hạn là cái người chơi sinh vật cảnh hoặc là những kiểu cây cảnh để sống cho nó thanh cao, thì phần lớn là các nhà giàu, các vị quan chức, rồi các thương gia lớn. Chứ bây giờ thì đời sống của dân ta, nước ta thì nó được nâng cao lên. Mà người ta đều trọng tinh thần, trọng văn hóa, người ta giác ngộ. Cho nên là đòi hỏi cái sự phát triển nó rộng ra. Cho nên là thì là cái nhu cầu bây giờ khắp nước, rất nhiều nơi chơi. Và các tỉnh họ rất quan tâm vấn đề này, vì họ cho rằng đấy là một những vấn đề quan trọng của nền văn hóa dân tộc. Ngoài khu trưng bày ngoài trời, khu trưng bày tại phòng chuyên đề với gần 300 cổ vật cũng thật hấp dẫn. Đây là những cổ vật có nguồn gốc, xuất xứ và niên đại khác nhau, hiện đang được lưu giữ trong nhiều gia đình. Tại phòng trưng bày, ngoài hệ thống trưng bày theo bộ sưu tập, theo niên đại, ban tổ chức muốn tái tạo lại những không gian của người chơi cổ ngoạn xưa. Đây là một gian phòng được thiết kế lại theo đúng phong cách của một gia đình Hà Nội xưa, từ bộ bàn ghế cho đến những tấm bình phong. Tạo ra một khoảng không gian nho nhỏ mang tính xưa cũ cũng là một gợi ý để người xem có thể chọn lựa cho mình một lối chơi phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mỗi tư gia. Đối với người nước ngoài, triển lãm là một dịp để họ được học hỏi, tìm hiểu thêm về lịch sử phát triển của người Việt qua từng thời kỳ.
Lần đầu tiên tôi sang Việt Nam cũng là lần đầu tiên tôi được xem một triển lãm như thế này. Tất cả các đồ vật ở đây đã phần nào cho tôi hiểu thêm về sự phát triển của đất nước các bạn, về những nét văn hóa rất đặc trưng trong cuộc sống của các bạn. Tôi thật may mắn vì đã được ngắm nhìn những hiện vật quý hiếm như thế. Thật tuyệt vời. Số lượng cổ vật hiện còn đang lưu giữ trong các cá nhân chiếm một phần không nhỏ. Chính vì vậy, tạo nên một phong trào sưu tầm và thú chơi cũng là một gửi gắm từ phòng trưng bày để những người yêu thích cổ ngoạn gìn giữ lại cho hôm nay và mai sau những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Nhân rộng thêm những người sưu tầm, thêm nhiều gia đình yêu thích cổ vật cũng là một định hướng xã hội hóa văn hóa nói chung và công tác bảo tồn bảo tàng nói riêng. Đồng thời, đây cũng là một trong những biện pháp góp phần ngăn chặn nạn chảy máu cổ vật hiện nay. Những người biết giá trị của nó thông qua những triển lãm như thế này thì cho mọi người đều hiểu cái giá trị của nó, biết cách sử dụng nó, và thậm chí là những cuộc trưng bày này cũng là cái tạo nên những cái nguồn thu về tài chính, ví dụ như vậy. Và trong về mặt luật pháp đó, thì luật di sản văn hóa thì đã mở cửa, mở đường cho các cái bộ sưu tập tư nhân, bảo tàng tư nhân. Chính những cuộc triển lãm như này hướng cho những người có lưu giữ cổ vật biết cách khai thác của nó một cách lành mạnh, không mất cổ vật mà lại được những cái khác. Tham gia trưng bày tại triển lãm nghệ thuật trong gia đình lần này, tất cả các hội viên của Hội Cổ vật Thăng Long, ngoài việc được giao lưu, học hỏi với những người cùng sở thích, đam mê vẻ đẹp của những cổ vật, họ còn gửi gắm vào đó biết bao điều. Trước tiên tôi mong rằng cho mọi người dân đều nhận thấy được rằng cổ vật là không phải là một điều gì xa vời hết, nó rất gần gũi với cuộc sống, và đối với những người chơi nó là máu thịt của cuộc đời. Và muốn nhắn gửi đến những nhà quản lý xã hội và quản lý ngành văn hóa là nên có những cái khuyến khích, chính sách hỗ trợ để tôn vinh văn hóa dân tộc, đồng thời để khuyến khích tinh thần của những người dân.